Các bạn sử dụng cho mình mẫu dập đầm ôm cơ bản. Mình sẽ để cái đường link video hướng dẫn làm dập ở dưới phần bình luận, các bạn có thể xem ở dưới đấy. Và từ cái đường ngang mông này thì các bạn đánh A ra thì chúng ta sẽ được cái dáng A các bạn nhé. Các bạn cắt cho mình rời cái phần can eo này ra. Từ cái đầu cổ cơ bản, các bạn lấy sang ngang cho mình là 5 cm hai bên. Tiếp theo thì từ cái trên vai này các bạn hạ cho mình xuống là 10 cm, chúng ta sẽ xác định được cái điểm hạ cổ. Các bạn nối thẳng cho mình từ cái đường đầu ly này lên nhé. Và từ cái điểm này thì các bạn lấy xuống cho mình là 6 cm. Và từ đây thì chúng ta sẽ nối với cái điểm vào cổ ở phía trên vai. Và chúng ta tiếp tục nối cái điểm vào cổ ở phía bên này sang các bạn nhé. Chúng ta sẽ nối vào cái điểm này nhé. Và cái phần này sẽ là cái phần xẻ của cái phần cổ. Thì mình sẽ đóng cái phần ly eo lại. Khi đóng cái ly eo lại thì các bạn mở cho mình cái phần ly ben ra. Chúng ta sẽ đóng cái ly eo lại. Các bạn cắt cổ cho mình theo cái đường vẽ mới nhé. Và từ cái đường ly eo này chúng ta sẽ mở thẳng lên. Các bạn cắt cho mình cái phần này đi. Và đây sẽ là cái phần thân ở trên các bạn nhé. Khi chúng ta đóng cái ly eo lại thì cái ly ben nó mở ra nhé. Thì cái ly ben sẽ chiết to theo cái đường mở này. Dưới cái phần chân váy thì chúng ta sẽ không chiết cái phần ly eo các bạn nhé. Chúng ta sẽ giảm cái phần bên sườn. Các bạn gấp đôi lại cho mình. Ta sẽ giảm đi 3 cm phía bên sườn. Cái đường ly này là bỏ đấy nha các bạn nhé. Và chúng ta sẽ mở theo cái đường, theo cái chỗ mà chúng ta sẽ chiết ly nhé. Từ trên cái điểm ngang eo này thì các bạn lấy xuống cho mình là 10 cm. Các bạn nối cái điểm này với cái điểm phía bên sườn cho mình. Các bạn nối sang hai bên nhé, chúng ta sẽ can V. Các bạn kẻ thẳng cái phần này xuống cho mình xuống sát dưới gấu váy. Cái phần này thì chúng ta sẽ cắt rời ra. Các bạn kẻ cho mình một đường chụp giữa nhé. Từ cái mép này thì các bạn lấy vào cho mình là khoảng, các bạn đánh dấu điểm này và chúng ta sẽ lấy cách sang mỗi bên là 1 cm. 1 cm này để chừa đường may các bạn nhé. Các bạn đặt cho mình cái cạnh của cái đường này trùng với cả cái điểm mà chúng ta vừa đánh dấu ấy. Và cái mảnh bên này thì các bạn cũng đặt trùng cho mình vào cái điểm này. Tiếp theo thì các bạn vẽ cho mình từ cái điểm của cái trục này, chúng ta sẽ nối vào với cái góc này các bạn nhé. Tạo thành cái đường vòng cung nhé.
Bên này các bạn cũng nối từ cái góc này, chúng ta sẽ tạo thành cái đường lượn vòng cung. Rồi các bạn cắt cho mình theo cái hình vẽ. Chỗ này thì các bạn cắt theo cái đường mà chúng ta dán nhé. Khi cắt trên vải thì chỗ này các bạn sẽ chừa ra 1 cm thì sẽ là đường may của hai cái mảnh này. Và khi chúng ta ấy lại thì nó sẽ đổ thành cái sóng này các bạn nhé. Đây là cái phần dập của thân trước các bạn nhé. Thân sau thì chúng ta vẫn sử dụng cái dập dáng A cơ bản. Chỉ có phần cổ thì thân trước lấy ra 5 phân thì thân sau các bạn cũng lấy ra 5 phân nhé. Còn dưới phần chân váy thì chúng ta vẫn để cái dáng xòe chữ A bình thường các bạn nhé.